Bộ Y tế khuyến cáo sau khi tiêm vaccine COVID-19, nếu gặp phải các dấu hiệu này thì hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời. Các phản ứng nghiêm trọng có thể xuất hiện trong vòng vài giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm. Một số dấu hiệu nhận biết như tê quanh môi hoặc lưỡi, phát ban, môi mẩn đỏ, tím tái hoặc đỏ da, ngứa, căng cứng, tắc nghẹn, khản đặc ở họng, nôn, tiêu chảy, đau quặn bụng, thở dốc, thở kho khè thở rít, khó thở, cảm giác nghẹt thở, ho, mạch yếu, chóng mặt, choáng, say sẩm, cảm giác muốn ngã, chân tay co quắp, diễn biến nặng lên gồm sốt cao trên 39 độ, sưng hoặc đỏ lan rộng tại chỗ tim, đau cơ dữ dội, tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp hoặc kẹt huyết áp. Đặc biệt còn có thể gặp một số dấu hiệu liên quan đến biến chứng huyết khối, tức là đông máu, giảm tiểu cầu, tuy nhiên rất hiếm gặp.